Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Nhân viên gác chắn ở Đồng Nai lao ra cứu một người đàn ông chỉ trong 4 giây. Chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết vừa có quyết định khen thưởng công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt cho anh Trịnh Dũng, công nhân gác chắn thuộc đội đường sắt Biên Hòa. Anh Dũng chính là người nhanh trí cứu được một người đàn ông có ý định lao vào tàu hàng HH8 đêm ngày 7 tháng 4. Theo clip ghi lại, thời điểm đó anh Trịnh Dũng đang trực chốt tại đường ngang ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, chắn đường ngang đã đóng để tàu hàng chạy tuyến Bắc, Nam lưu thông qua. Tàu qua chắn có tốc độ 80 km/h. Bất ngờ, một người đàn ông nhảy từ hàng rào muốn lao vào đoàn tàu đang chạy. Rất nhanh, anh Dũng chạy ra nắm lấy tay và kéo người đàn ông vào khu vực an toàn. Hành trình cứu người của anh Dũng chỉ trong vòng 4 giây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.